nào mà biết gì lại, ông cũng biết hết. Hôm nay là cuối tuần tụi mình tập hợp lại đây để quay phim với anh Vinh nè. Wow. Anh Vinh, bữa nay ngày gì mà anh để heo đất nhiều dữ vậy? Chắc là sắp tới ngày 8 tháng 3, cho nên anh Vinh tổ chức đặt heo đất để lì xì cho mấy chị em mình đó. 8 tháng 3 là quốc tế phụ nữ, cưng là con nít, liên quan gì? Vậy chứ bây giờ em hỏi anh nè, anh mua heo đất nhiều như vậy, để trên bàn làm gì? Đây là phần thưởng dành cho những người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay đó. Thôi, suy nghĩ cho kỹ đi. Thường thường phần thưởng càng lớn thì cuộc thi sẽ càng khó đó. Đúng rồi, cuộc thi nào của anh Vinh em cũng đâu được thứ nhất đâu. Cưng thì anh đâu nói tới rồi, có cái móng tay thôi mà cũng nhờ bà ngoại cắt chùm nữa. Vậy mà cũng lợi thi đâu. Anh Vinh, em bỏ cuộc. Gì vậy? Em không thi đâu nữa. Cuộc thi thì khó, dù có chiến thắng phần thưởng cũng có được 500 ngàn hà. 5 triệu. Anh lại thi cái gì? Anh nói luôn đi. Cuộc thi trang trí trái cây hình động vật. Động vật? Đúng vậy. Anh ơi, tụi em là con gái nè, anh cho tụi em trang trí hình bông hoa đi. Con gái là con gái chứ, đâu phải mày là mẹ anh Vinh đâu mà muốn gì được đấy. Hình bông hoa đi. Rồi thông cảm đi mọi người ơi. Ok luôn. Mày bước ra đây coi, mày đang làm cái trò gì vậy? Thì anh mới nói con gái được trang trí bông hoa. Con gái trang trí bông hoa, còn mày là trang trí hình động vật. Kỳ cục thiệt chứ. Chọn cái nào vậy ta? Tụi mình đang xếp hàng để chọn tên trái cây, xíu nữa tạo hình. Thôi cái này đi. Nho đỏ. Rồi, tới mình. Thôi, con để cái này đi. Táo xanh. Cái nào vậy ta? Cam. Rồi mình lấy cái này. Đại. Đi đại. Táo đỏ. Bóc đại đi Thanh ơi, bóc đại đi. Rồi, bưởi. Bóc đại luôn. Nho xanh. Rồi, rồi, rồi. Để đi hộp. Ổi. Lấy cái này. Mít. Rồi, tới chị. Chọn cái này. Cái gì đây? Của mình là cà chua. Và cuối cùng là mình nha các bạn. Đại. Táo. Mình đã mua rất là nhiều loại trái cây cho mấy đứa nó điêu khắc nha. Hôm nay mấy đứa tập làm nghệ nhân nè. Dạ. Em tiếc chờ. Thấy gì chứ nó nặng lắm. Rồi, đưa phiếu cho anh đi. Ê, em chế bưởi nè. Chế bưởi, một trái cầm đi cho khách. Nho xanh. Nho xanh anh ơi. Nho xanh. Rồi mấy trái. Ba trái luôn đi anh ơi. Ừ, nãy tham quá vậy. Rồi. Em mít. À, mít đặc hay mít đốc? Mít thái đây nè anh ơi. Nó còn nhỏ nó chưa hiểu được. Đây là em táo nè anh ơi. Em táo xanh nữa anh ơi. Từ từ táo xanh nè. Hai trái đi. Táo đỏ, cái gì? Em nho đỏ hả? Đây nho đỏ nè. Ý nho. Ờ cho anh xin trái nha. Dạ. Dạ. Mà nho này cưng cần nhiều không? Cái nhiều. Thôi. Anh ăn sao đủ em làm? Mày ăn rồi sao đủ nó làm? Kỳ đã. Dạ cảm ơn. Mình lấy bài cái đi. Cà chua. Thôi vậy đi. Mập bé. Cà chua. Rồi 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 cà chua. Cà chua. Rồi 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 đây đây đây. Mấy trái? Hai quả hả? Rồi cho một quả nữa trừ hao nè. Đủ chưa? Đủ rồi. Rồi mấy em nghe anh nói nè. Trong vòng 20 phút cố gắng nộp cái sản phẩm của mình cho anh nghe chưa? Em đang làm con gì vậy Đại? Em đang làm con gồ. Sao em suy nghĩ nhanh vậy? Cái gen của mình mà các bạn, nó quá trời thông minh rồi. Mới cầm trái táo lên lại suy nghĩ ra được vài chục ngàn ký tưởng. Dữ vậy? Anh thì làm táo xanh, còn em thì làm táo đỏ. Hay là bây giờ em hãy chia sẻ cho anh vài cái ý tưởng để anh làm đi. Cũng được, giờ anh muốn làm con gì nè? Con chó, con mèo, con chim, con nai, con chuột. Ê khoan khoan, em mới nói con gì đó? Ờ, con chuột. Không phải, trước nữa. Con nai. Trước đó nữa. Con chim. Đó đó. Chính là nó. Là con chim. Tính ra bữa nay trùng hợp thiệt chứ. Mình mặc áo xanh, bốc thăm lại trúng quả táo xanh nữa. Mình quyết định rồi, mình sẽ làm con ếch xanh cho nó trọn bộ luôn. Còn mình thì mình lại thích ăn hải sản, nên bây giờ mình sẽ làm con cua nha. Nho này mình nên làm gì ta? Sao nghĩ hoài mà không ra trời. Tức á. Không nghĩ không ra nữa. Tao nói ha, mày mà căng thẳng một hồi mà cái đùm nho không còn trái nào là khi đó mày thua luôn đó. Chăm giùm tao.
có ý tưởng rồi, có ý tưởng rồi. Ủa, còn mày có ý tưởng chưa? Cái bữa mình nên làm gì? Tao làm con thỏ. Ừ, vậy bắt đầu mình làm đi. Ừ. Bốc thăm trúng trái cam mà chưa có ý tưởng làm nữa. Chị Dương, chị làm con gì á? Hồi nãy chị xin anh Vinh làm bông hoa, anh cho rồi. Với lại chị tên Dương, cho nên chị sẽ làm quán hướng Dương. Hết cái gì trùng hợp vậy? Em tên Phương nè, làm con gì bây giờ? Tên Phương hả? Chị làm con lương đi. Thiếu gì con dễ thương mà không làm. Đi làm con lương, đen thui, xấu quất. Chứ mày có trắng đâu. Thôi, chị nói giỡn á. Với lại cái trái này nó màu vàng nè. Thì con làm cái vàng đi. Ừ thế, sao nãy giờ em không suy nghĩ ra ta. Cảm ơn chị nha. Mà làm đi. Mình bóc thăm chú quả cà chua. Mà quả cà chua này nó màu đỏ, hình tròn nữa. Cho nên mình sẽ làm con bọ cánh cứng. Đảm bảo với các bạn, mình mà điêu khắc xong là đẹp hết hồn luôn. Wow. Mình bảo là con bọ cánh cứng nha. Vậy thì mình sẽ lấy mấy quả nho này gáp lại thành con sâu luôn. Chứ mấy quả nho này nhỏ quá, mình không biết làm con gì nữa. Làm dễ lắm, chỉ cần lấy mấy tầm xỉ găng liên kết mấy trái nho lại là xong rồi. Chết rồi, con bọ cánh cứng là bằng quả cà chua của chị nó không có ra hình. Cho chị xin trái nho nha. Dạ. Ê Tiên, chị xin trái nho để làm cái nhị bông nha. Trời ơi, có mấy trái nho hà, mà mấy bà chị này rút ghẻ một hồi không đủ làm băng sâu luôn á. Trong tim này toàn là thánh bú liếm không à các bạn. Có mấy miếng cam à, mà anh Ngáp cũng xin cho bằng được để làm cái chân của con chim của ảnh nữa. Cái gai nhím là mình sẽ sử dụng tam sĩ găng với nho để làm nha. Còn cái phần thân là mình sẽ sử dụng trái khổ qua. Trái khổ qua này là mình về nhà mình hái nha bạn. Chứ bốc thăm trúng trái nho xanh này không có ý tưởng để làm. Các bạn thấy mình sáng tạo chưa? Nhớ bấm vào đăng ký, like, chuông để ủng hộ anh Vinh nha. Cho tao bu lý miếng táo nha đại. Rồi, dán vô. Sao? Quá đẹp, quá đẹp. Ủa cái này là cái gì vậy Quang? Cái này cái tay chứ cái gì? Trời ơi, tao tưởng cái vú của con ếch không đó. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đây con mắt nè, thấy không? Lỗ mũi, hai cái gò má nè, cái miệng, cái tay, ủa này là hai cái chân. Đây là con rùa biển, mình làm từ quả táo nè các bạn. Còn hai con mắt này mình làm từ hạt đậu nha. Lần này muốn gớt cũng không được nữa. Còn đây là con chim. Quá đỉnh. Nhìn vô là biết con chim gì rồi. Con chim gì mà cái bụng nó bự như con heo vậy anh Ngáo? Rồi, nó xúc cái đầu luôn rồi kìa. Công nhận mình khéo thiệt chứ. Ôi, đẹp thiệt không ơi. Đẹp á, nhìn vô là biết con cô liền. Tới giờ phút chấm điểm nha mọi người. Thì trong cuộc thi này á, mình không có chấm theo thang điểm là từ 1 tới 10 nữa, mà chỉ có việc là 1 đậu 2 rớt thôi. Thì giờ em nào muốn chấm điểm? Em nào? Thôi, Tiểu Dương đầu tiên nè. Gì vậy? Bông hoa. Qua hướng Dương có đúng không vậy? Dạ đúng rồi. Đẹp thiệt ông ơi. Đau. Em nè, con cá. Ủa? Nạn cá hạn chim nha mấy đứa. Nè, chim nó cũng thiệt anh ơi. Nạn chim miếng cá. Nạn chim. Em hỏi anh nè. Thứ nhất á là em làm về chủ đề về con cá. Ừ. Thứ hai, anh nhìn thấy trái này là trái gì? Trái cam. Thì đó, thì em làm cá cam. Này con cá hay chim mà chị Thảo? Dạ con chim. Thì da mày rớt rồi Phương ơi. Em nói giỡn thôi. Tháo cái này ra là thành con cá rồi nè. Hợp lý hợp lý. Mày giỡn mặt với anh hả nhỏ? Lần này thông cảm cho độ, lần sau giỡn mặt cho rớt nha. Rồi, tiếp nè. Rồi chị Thảo làm con gì đây? Dạ con bọ cánh cứng. Hay hả? Ôi đẹp quá. Thật là đẹp quá đi đó hả? Cà chua. Trời ơi, ở đâu mày có hai cái trái nho này nữa vậy? Dạ xin có tiền á. Trời, á tiền làm gì cần? Dạ con sâu. Nãy gì trời? Trời ơi. Trời ơi, làm cái gì vậy? Nó xúc qua cái này em rớt rồi sao? Thôi bình tĩnh đi, chứ đó giờ có cuộc thi nào cưng đậu đâu mà sợ rớt. Này hả? Cái này con sâu hả các bạn? Tôi nói thiệt chứ nãy giờ tôi nhìn tôi tưởng đâu là kẹo hồ lô không? Nhỏ này rớt đi, rớt rồi nè, đó. Đừng mưa, bình tĩnh nha không, đừng tức nữa. Thằng Đại qua trước. Con gì cưng? Dạ con rùa làm từ táo đỏ. Con rùa hả? Đẹp đó, đẹp đó, đảo. Yeah.
Tử Thanh giơ tay kìa. Con thỏ làm sao mà rớt được? Làm từ trái bưởi. Mắt cưng có bị lé không? Cả mắt em bình thường mà, có bị lé gì đâu. Mắt cưng bình thường vậy sao cưng làm thỏ nó bị lé kìa, nhìn thấy mắt nó nè. Ê em mới thấy. À, anh bỏ qua lỗi này đi, để em sửa lại. Sửa lại sao? Rồi rớt mắt ra ngoài luôn kìa. Rồi đây. Rồi hỏi xong nè anh. Đâu? Hả? Bỏ mà đó. Rồi không cảm cho đợi nghe. Rồi tới em nè. Ngáo đi. Đây là con chim cứu mẹ của em làm từ trái táo xanh. Sao lúc nào tao cũng thấy mày làm con chim hết trơn vậy ngáo? Tại em thích. Đâu. Đâu mà con nhận con chim cứu mẹ của nó đẹp thiệt. Mấy đứa cưng nhìn có thấy ra con chim không vậy? Dạ. Rồi đậu, đơn giản thôi. Tiếp. Em cho. Đọc. Dạ đây là con nhím. Nhím. Đâu. Ngay rồi. Của em là con ốc làm từ táo xanh. Sao anh? Đạt rồi đúng không? Đâu mày? Yeah! Em là con cua làm từ ổi. Đó. Đậu anh? Đậu luôn. Yeah! Còn ai nữa không? Rồi, thì phần thưởng ngày hôm nay anh chơi sợp luôn, mấy đứa cưng. Mỗi đứa sẽ có một cơ hội chọn bất kỳ một trong những con heo ở đây. Thì giờ trong mỗi con heo nó ứng như một cái số tiền khác nhau. Dạ. 500 ngàn cho tới 5 triệu, 6 triệu luôn đó. Thì bây giờ mấy đứa cưng chọn đi, chọn đè lẹ đi. Rồi chứ, còn sót con heo màu xanh của ai đây? Rồi, có tiền rớt. Em bị rớt rồi. Rớt rồi, thôi gắng chịu đi. Rồi, bây giờ muốn đập hay là muốn chọi? Đập chọi gì đó, đi lại vị trí này. Đây mình có đặt camera phụ rồi nè các bạn. Rồi, ai muốn đập để xuống. Em đập trước cho. Rồi, chịu chưa? Rồi. Dạ, nhiều đem đi. 1 triệu nè, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 5 triệu rồi. Tiếp theo tới ai đây? Tới em. Trời ơi, ra đi. Dọc cái cây này đi. Trời đập yếu đuối lắm. Nhìn nè. Ai? Rồi. Wow. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. 4 triệu. Thôi hùng đi, hùng gió lẹ nè. Đập luôn hả hùng rồi, trời. Wow. Nhiều hả? 1 triệu rưỡi, 2 triệu. 2 triệu. Rồi ăn cho. Rồi ăn ngọc vô, ăn ngọc trời luôn đúng không? Wow. 1 đống luôn. 1 triệu nè, 2 triệu nè, 3 triệu nè, 4 triệu nè, 5 triệu. Rồi giờ đập phải chọi, đập phải chọi. Dạ trời. 2 3. Ôi trời ơi. Điều quá đại ơi. Chào chàm. 3 3 trời ơi. Tiểu Phương kìa, Tiểu Phương người ta đập kìa. Đập đi. Nhiều quá. Ơ nhiều quá, nhiều quá. 1 triệu nè. 2 triệu, 3 triệu. 3 triệu. Vũ Thanh, Vũ Thanh. Chơi. Chơi. Chưa được 4 triệu. Tất cả tránh ra, tránh ra. Ngao đập. 4 triệu nè. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Ghê vậy? Có heo ai chưa đập không? Rồi mấy đứa ra ngoài sân với anh đi. Anh Vinh, sao bữa nay anh chơi lớn như vậy? Không giấu gì mọi người, hôm bữa mình dẫn team lên Sài Gòn quay phim á, thấy mấy đứa này nè nó chịu nắng chịu mưa, thấy tội nghiệp quá. Hôm nay thưởng lớn cho một chút xíu. Ê mà cái cuộc thi này mấy đứa có thấy vui không vậy? Vui. Anh Vinh, cái đống trái cây này chấm điểm xong rồi tụi em ăn nha. Ăn đi. Thằng muốn ăn kìa. Thôi video này mình cũng khép tại đây thôi các bạn ơi. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích cái clip này. Đừng quên đăng ký kênh, bấm like với bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha. Bye bye mọi người đi mấy đứa ơi. Bye. Ông Hoàng, đây cái ghế rồi. Nãy nhiều chuyện dữ trời. Không, nó làm cũng đúng á. Đứng trên cho nó cao. Đẹp. Trên cao thể cao nó mới đẹp. Đây nè. Rồi, giờ mình bước đi. Lên trên ghế nha. Mày lùi xa xa ra đi Quang ơi. Xong rồi đó. Rồi, nhảy lên nha. Hãy cao đó. Nhà nhéo. Rồi. Dạ đi anh em. Hãy lên. Rồi xong rồi, được rồi, được rồi. Coi lại.